Chào các em học sinh khối 8. Hôm nay các em sẽ học về chủ đề các hình thức truyền nhiệt gồm 3 bài, bài 21, 22 và bài 23. Bài 21 nhiệt năng, bài 22 dẫn nhiệt, bài 23 đối lưu, bức xạ nhiệt. Bài này hơi dài, các em chịu khó theo dõi cô giảng bài. Bài 21 nhiệt năng. Trước tiên, ta ôn lại một chút về kiến thức cũ. Các em đã biết, các phân tử cấu tạo nên vật luôn chuyển động không ngừng. Vì vậy các phân tử đều có động năng. Mà một vật thì có vô số các phân tử, nên người ta định nghĩa nhiệt năng như sau: tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nhiệt năng của một vật. Vậy nhiệt năng của vật và nhiệt độ của vật có mối quan hệ như thế nào? Ta đã biết, nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh, nên động năng của các phân tử cũng lớn. Từ đó ta suy ra tổng động năng của các phân tử cũng lớn, mà tổng động năng của các phân tử chính là nhiệt năng của một vật. Các em hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống. Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn. Vậy rõ ràng nhiệt năng của vật và nhiệt độ của vật quan hệ chặt chẽ với nhau. Nhiệt năng là một đại lượng không đo được, nhưng ta có thể biết được sự thay đổi nhiệt năng của một vật thông qua nhiệt độ của nó. Sang phần 2, ta đi tìm hiểu các cách làm thay đổi nhiệt năng của một vật. Cụ thể, để thay đổi nhiệt năng của một miếng đồng, ta đi tìm những cách làm thay đổi nhiệt độ của một miếng đồng. Cô giới thiệu với các em một số cách sau đây. Cách thứ nhất, cọ sát miếng đồng lên mặt bàn, hoặc dùng búa đập nhiều lần lên miếng đồng, hay cho miếng đồng vào trong ly nước nóng hoặc nước lạnh. Cũng có thể sấy miếng đồng, hơ nóng miếng đồng trên ngọn lửa đèn cồn, đem miếng đồng ra phơi nắng. Cô liệt kê các cách làm thay đổi nhiệt năng của một miếng đồng thành hai cột cho các em phân biệt rõ hơn. Các em chú ý cột bên trái, cách làm cọ sát vật, dùng búa đập vật hoặc nén vật. Đây là những cách làm đều liên quan tới quá trình thực hiện công. Vì vậy, người ta đặt tên cách làm này là cách thực hiện công. Ngoài ra, cách hơ nóng vật, phơi nắng, sấy vật hoặc nhúng vật vào trong nước nóng, nước lạnh, cách làm này cũng làm thay đổi nhiệt năng của một vật nhưng không cần phải thực hiện công. Người ta đặt tên đó là cách truyền nhiệt. Như vậy, chung quy lại, có hai cách làm thay đổi nhiệt năng của một vật, đó là thực hiện công và truyền nhiệt. Sang phần 3, nhiệt lượng, cô sẽ lấy một ví dụ cụ thể cho các em hiểu rõ về nhiệt lượng. Ví dụ, thả một miếng đồng vào trong nước nóng. Nước nóng có nhiệt độ cao hơn nên nó truyền nhiệt sang cho miếng đồng có nhiệt độ thấp hơn. Nước nóng sẽ nguội đi, vì vậy nhiệt năng của nước sẽ bị giảm. Còn miếng đồng sẽ nóng lên, nhiệt năng của miếng đồng tăng thêm. Nước sẽ mất bớt một phần nhiệt năng do nó truyền sang cho miếng đồng. Miếng đồng sẽ nhận thêm một phần nhiệt năng từ nước truyền sang. Phần nhiệt năng mà nước mất bớt đi hay phần nhiệt năng mà miếng đồng nhận thêm vào, người ta gọi đó là nhiệt lượng. Vậy, các em chú ý, nhiệt lượng chỉ là phần nhiệt năng nhận được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt, chứ không phải trong quá trình thực hiện công. Nhiệt lượng được định nghĩa như sau. Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt. Nhiệt lượng được ký hiệu là chữ Q, đơn vị của nhiệt năng và nhiệt lượng là joule. Đến đây, chúng ta kết thúc lý thuyết của bài 21. Sang bài 22 và bài 23, cô giới thiệu với các em ba hình thức truyền nhiệt, đó là dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ nhiệt. Phần 1, ta đi tìm hiểu hình thức truyền nhiệt thứ nhất là dẫn nhiệt. Tiến hành thí nghiệm, hình 22.1 sách giáo khoa trang 77. Dụng cụ thí nghiệm gồm có giá thí nghiệm, trên đó gắn thanh đồng AB. Trên thanh đồng có các đinh ghim được gắn bằng sáp tại các vị trí A, B, C, D, E và một đèn cồn. Tiến hành thí nghiệm bằng cách đốt ngọn lửa đèn cồn lên. Các em quan sát thí nghiệm rồi lần lượt trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, các đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì? Câu thứ hai, các đinh rơi xuống trước sau theo thứ tự nào? Câu 3, hãy dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh để mô tả sự truyền nhiệt năng trong thanh đồng AB. Các em suy nghĩ trả lời câu thứ nhất. Các đinh rơi xuống chứng tỏ thanh đồng AB nóng lên, làm sáp nóng chảy ra. Câu 2,
các đinh rơi xuống theo thứ tự A, B, C, D, E. Câu 3. Dựa vào thứ tự rơi của các đinh, ta biết được nhiệt được truyền dần dần từ đầu A đến đầu B của thanh đồng. Như vậy, nhiệt năng từ ngọn lửa đã được truyền đến đầu B của thanh đồng bằng hình thức dẫn nhiệt. Sang phần ghi bài, ta có kết luận sau: dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật, hoặc từ vật này sang vật khác. Cô lấy ví dụ, tay ta cầm vào cái muỗng, thì cái muỗng đang nóng nó sẽ dẫn nhiệt sang tay ta, làm cho tay ta cũng nóng lên. Phần 3, chúng ta đi tìm hiểu tính dẫn nhiệt của các chất rắn lỏng khí khác nhau. Trước tiên làm thí nghiệm đối với các chất rắn khác nhau. Dùng đèn cồn đun nóng đồng thời 3 thanh đồng nhôm thủy tinh, trên đó có gắn các đinh ghim. Ta thấy đinh ghim trên thanh đồng rớt xuống trước, sau đó đến thanh đinh ghim trên thanh nhôm. Thực tế làm thì đinh ghim trên thanh thủy tinh một lúc sau mới rớt xuống. Qua thí nghiệm ta rút ra nhận xét gì? Ta thấy các chất rắn khác nhau thì dẫn nhiệt khác nhau. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất, và các em thấy thủy tinh dẫn nhiệt kém hơn. Thí nghiệm tiếp theo, kiểm tra xem chất lỏng dẫn nhiệt tốt hay là dẫn nhiệt kém. Tiến hành dùng đèn cồn đun nóng phần trên của ống nghiệm có chứa nước. Phía dưới đáy ống người ta gắn một cục sáp. Sau một thời gian đun, nước phần trên của ống bắt đầu sôi. Khi nước sôi lên thì nhiệt độ của nước có thể lên tới 100 độ C. Có nghĩa là nước rất là nóng ở phần trên, nhưng phần dưới đáy ống sáp vẫn không hề chảy ra. Điều đó ta rút ra kết luận rằng nước dẫn nhiệt kém. Trong thực tế các em cũng biết, về mùa hè các em hay đi bơi thì mặt trên của nước rất là nóng, nhưng dưới chân chúng ta thì vẫn mát hơn. Vậy bây giờ muốn cục sáp nóng chảy ra, ta có thể làm cách nào? Ta có thể dùng một thanh đồng xuyên qua nước chạm vào cục sáp, và như vậy do đồng dẫn nhiệt tốt nên nhiệt năng từ ngọn lửa sẽ được truyền xuống phía dưới làm nóng chảy cục sáp ra. Hoặc ta có thể dùng đèn cồn đun nóng phía dưới của ống nghiệm làm cho nước nóng toàn bộ lên. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau. Thí nghiệm tiếp theo, ta đi tìm hiểu về sự dẫn nhiệt của chất khí. Tiến hành dùng đèn cồn đun nóng đáy một ống nghiệm, trong có chứa không khí. Miệng ống được nút chặt, có gắn một cục sáp. Sau một thời gian đun, không khí ở đáy ống nóng lên, nhưng ở miệng ống, miếng sáp vẫn không hề chảy ra. Điều đó cho ta nhận xét không khí dẫn nhiệt kém. Thực tế ta cũng biết, về mùa hè ngoài trời rất là nóng, nhiệt độ rất là cao, nhưng mà ở trong nhà ta vẫn thấy mát hơn do không khí dẫn nhiệt kém. Sang phần ghi bài, tính dẫn nhiệt của các chất, ta có kết luận các chất khác nhau có khả năng dẫn nhiệt khác nhau. Chất rắn dẫn nhiệt tốt, trong chất rắn kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém. Vậy chất lỏng và chất khí truyền nhiệt bằng hình thức nào? Chúng ta đi tìm hiểu sang hình thức tiếp theo. Sang phần 2, đối lưu, đây cũng là một hình thức truyền nhiệt. Tiến hành thí nghiệm, hình 23.2 sách giáo khoa trang 80. Dụng cụ thí nghiệm gồm có một cốc nước. Ở phía đáy cốc người ta đặt một gói thuốc tím. Dùng đèn cồn đun nóng phía dưới của đáy cốc và cắm vào đấy một nhiệt kế để đo nhiệt độ. Các em chú ý quan sát nước ở trong cốc nước. Khi đun nóng phía đáy cốc, ta quan sát thấy điều gì? Nhờ vào màu tím, ta thấy có dòng nước đã di chuyển đi lên rồi lại đi xuống. Vậy hiện tượng ta quan sát được đó là nước màu tím di chuyển thành dòng đi lên rồi đi xuống. Vậy tại sao nước di chuyển thành dòng đi lên rồi lại đi xuống? Các em hãy dựa vào kiến thức ở học kỳ 1, điền từ thích hợp vào chỗ trống để giải thích thí nghiệm. Khi ta đun nước từ phía dưới thì lớp nước ở dưới nóng lên trước. Nóng lên thì sẽ nở ra, thể tích tăng lên, nên trọng lượng niêm của nó sẽ giảm, nên lớp nước nóng sẽ nhẹ hơn lớp nước lạnh ở trên. Do đó, lớp nước nóng sẽ đi lên do lực đẩy Archimedes, còn nước lạnh ở phía trên nặng hơn sẽ đi xuống, tạo thành dòng đối lưu. Chính nhờ dòng đối lưu này
mà nhiệt năng từ ngọn lửa đã truyền tới toàn bộ nước ở trong cốc, làm cho toàn bộ nước trong cốc nóng dần lên. Vậy đối lưu của chất lỏng là gì? Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng. Sự đối lưu cũng xảy ra đối với chất khí nữa, vì chất khí cũng rất dễ di chuyển theo dòng. Chính nhờ các dòng đối lưu của không khí mà đã điều hòa nhiệt độ của môi trường. Cô giới thiệu với các em, đây là quạt hút khí nóng, người ta thường lắp đặt phần trên ở góc nhà. Còn đây là quả cầu thông gió, lắp đặt trên mái nhà. Nó là một thiết bị lưu thông gió tự nhiên. Cơ chế hoạt động của hai cái dụng cụ này đều hoạt động dựa vào sự đối lưu của không khí. Nó sẽ hút khí nóng trong nhà đi ra và đưa gió mát từ ngoài lùa vào, điều hòa nhiệt độ của ngôi nhà chúng ta đang sống. Ta có kết luận về phần đối lưu. Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí. Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí. Tất nhiên, chất rắn không thể truyền nhiệt bằng đối lưu được, vì chất rắn không thể di chuyển theo dòng như chất lỏng và chất khí. Các em quan sát hình ảnh trên và đều biết được đây là bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời. Vậy hàng ngày mặt trời chiếu sáng xuống mặt đất chúng ta, truyền nhiệt cho trái đất chúng ta bằng hình thức nào? Ta đi tìm hiểu tiếp, hình thức truyền nhiệt thứ ba đó là bức xạ nhiệt. Tiến hành thí nghiệm, hình 23.4 sách giáo khoa trang 81. Dụng cụ thí nghiệm gồm có một bình cầu đã phủ muội đèn màu đen, bên trong chứa không khí, trên nút có gắn một ống thủy tinh, trong ống thủy tinh có giọt nước màu, và ta để một đèn cồn gần đó. Tiến hành thí nghiệm, đốt ngọn lửa đèn cồn lên. Các em hãy quan sát vị trí của giọt nước màu. Ta thấy giọt nước màu đã di chuyển từ đầu A cho tới đầu B. Sau đó, người ta dùng một miếng gỗ chắn giữa ngọn lửa đèn cồn và bình cầu. Tiếp tục quan sát giọt nước màu, ta lại thấy nó dịch chuyển từ đầu B trở về đầu A. Sau khi quan sát thí nghiệm, các em hãy trả lời cho cô các câu hỏi sau. Câu thứ nhất, giọt nước màu dịch chuyển về phía đầu B chứng tỏ điều gì? Trả lời, giọt nước màu dịch chuyển về phía đầu B chứng tỏ không khí trong bình nóng lên, nở ra, đẩy giọt nước đi ra. Vậy nhiệt năng đã được truyền từ đèn cồn đến bình. Câu tiếp theo, khi chắn miếng gỗ, giọt nước màu dịch chuyển về phía đầu A chứng tỏ điều gì? Giọt nước màu dịch chuyển về phía đầu A chứng tỏ không khí trong bình đã lạnh đi, co lại. Vậy miếng gỗ ngăn cản sự truyền nhiệt từ đèn cồn đến bình. Sự truyền nhiệt từ đèn cồn đến bình có phải là dẫn nhiệt hoặc đối lưu không? Tại sao? Chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi trên. Các em đã biết, giữa đèn cồn và bình cầu là không khí, mà không khí lại dẫn nhiệt kém. Vì vậy, nhiệt năng từ đèn cồn truyền tới bình cầu chắc chắn không phải là dẫn nhiệt. Vậy có phải là đối lưu không? Không khí xung quanh đèn cồn sẽ nóng lên và nó sẽ di chuyển đi lên chứ không di chuyển đi ngang. Vì vậy, ở đây chắc chắn không phải là đối lưu. Vậy nhiệt năng từ đèn cồn truyền tới bình cầu bằng cách phát ra các tia nhiệt đi thẳng. Hình thức truyền nhiệt này người ta gọi đó là bức xạ nhiệt. Bình cầu sẽ hấp thụ các tia nhiệt từ đèn cồn phát ra. Vậy tại sao bình cầu lại màu đen? Người ta làm thí nghiệm và người ta thấy rằng sự hấp thụ các tia nhiệt phụ thuộc vào bề mặt và màu sắc của vật. Vật có bề mặt càng xù xì và màu càng sẫm thì hấp thụ tia nhiệt càng nhiều. Hàng ngày, năng lượng của mặt trời truyền xuống trái đất bằng cách nào? Các em đã biết, ngoài bầu khí quyển là khoảng chân không. Vậy thì năng lượng của mặt trời truyền xuống trái đất không phải là dẫn nhiệt và cũng không phải là đối lưu. Vậy nó sẽ bằng hình thức bức xạ nhiệt. Ta có kết luận sau. Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng. Bức xạ nhiệt có thể xảy ra cả ở trong chân không. Vật có màu càng sẫm và bề mặt xù xì thì hấp thụ các tia nhiệt càng nhiều. Sang phần 4, vận dụng. Câu 1. Xoa hai bàn tay vào nhau, tay nóng lên là do thực hiện công hay truyền nhiệt? Trong hiện tượng này, đã có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào? Trả lời, tay nóng lên là do thực hiện công. Nhiệt năng của tay tăng lên
là do cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng. Câu thứ hai, nung nóng một miếng đồng rồi thả vào ly nước lạnh. Hỏi nhiệt năng của miếng đồng và nước thay đổi như thế nào? Giải thích, đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt? Trả lời, miếng đồng nguội đi, nhiệt năng miếng đồng giảm. Miếng đồng truyền một phần nhiệt năng cho nước. Ở đây ta thấy nước nóng lên, vậy nhiệt năng của nước tăng, nước đã nhận một phần nhiệt năng từ đồng. Đây là sự truyền nhiệt. Sang câu 3, tại sao về mùa hè ta thường mặc áo màu trắng mà không mặc áo màu đen? Trả lời, vì màu trắng hấp thụ tia nhiệt kém hơn màu đen nên mặc áo màu trắng mát hơn màu đen. Câu hỏi số 4, khi trời lạnh, người số 1 hơ hai bàn tay trên ngọn lửa, người số 2 hơ hai bàn tay bên cạnh ngọn lửa, người số 3 đeo găng tay cách nhiệt đang đốt nóng một đầu thanh sắt. Hãy trả lời các câu hỏi sau. Câu thứ nhất, hình thức truyền nhiệt chủ yếu từ bếp lửa tới hai bàn tay người số 1 và người số 2 là gì? Câu tiếp theo, hình thức truyền nhiệt chủ yếu từ đầu thanh sắt bị đốt nóng đến tay người số 3 là gì? Các em hãy vận dụng kiến thức vừa học để trả lời các câu hỏi đó. Đối với người số 1, tay người đó đang hơ phía trên ngọn lửa. Vậy câu trả lời sẽ là bếp lửa truyền nhiệt đến tay người số 1 là đối lưu. Còn người số 2? Bếp lửa truyền nhiệt đến tay người số 2 là bức xạ nhiệt. Còn đối với người số 3? Thanh sắt truyền nhiệt đến tay người số 3 là dẫn nhiệt. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Sang phần dặn dò. Các em về nhà học bài và làm bài trong file bài tập gửi trên trang web của trường. Các em làm thêm các bài tập trong sách bài tập 21.1 đến 21.15, 22.1 đến 22.12, 23.1 và 23.3. Đây hầu hết là những cái bài trắc nghiệm. Và các em bỏ những bài tập có dấu sao trong đó. Xem trước bài 24 và bài 25. Cô tạm biệt các em.